Xin được chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với video tiếp theo của Đạt đây rồi. Và tiện đây thì Đạt cũng xin được kính chào tất cả quý vị khán giả đang theo dõi kênh Anông TV. Vâng, thưa quý vị, thì trong một chuyến đưa bố của bé Phong đi khám bệnh về tâm thần thì là tiện đây thì là anh Anông cũng có lên Phúc Lâm Bảo Đường để ghé thăm Đạt. Thì anh có thể gửi lời chào tới quý vị khán giả của em được không ạ? Vâng, cháu Anông xin kính chào các cô các bác ở trên kênh Đạt đến rồi ạ. Hôm nay thì cũng rất là vui là được đến đây đồng hành cùng kênh Đạt đến rồi để đến thăm bạn Tân. Chị Tân. Vâng, kính thưa quý vị, thì như cái câu chuyện của chị Tân ấy thì là Đạt cũng thấy là cũng có rất là nhiều ý kiến của quý vị khán giả có góp ý với cả bạn Kiệt là không nên là theo đuổi và cũng không nên là cưới chị Tân. Thì Đạt cũng bị suy nghĩ và lo lắng rất là nhiều về cái vấn đề này. Thì hôm nay đi theo anh Anông thì có bạn Quẩy đây. Thì anh có thể giới thiệu qua về bạn Quẩy được không? Quẩy là bị bẩm sinh câm điếc. Câm điếc bẩm sinh. Vâng. Và hiện tại bây giờ là công việc của bạn ý là như thế nào anh? Cũng không biết làm gì. Khi mà Quẩy biết đến kênh Anông TV thì Quẩy đi cùng. Thưa quý vị, thì đó thì là theo như cái lời giới thiệu của anh Anông ấy thì là Đạt biết được rằng là cái trường hợp của bạn Quẩy này thì cũng có đôi chút khiếm khuyết trong cái cuộc sống. Thế cho nên là có thể đây cũng sẽ là một cái trường hợp mà rất là phù hợp với chị Tân anh ạ. Vâng. Theo anh thì anh có suy nghĩ như thế nào? Xem Quẩy có ý gì với chị Tân hay không? Biết đâu lại nên duyên. Vâng, thưa quý vị, thì hôm nay đây quý vị có thể nhìn thấy một người phụ nữ đứng cạnh Đạt. Đây là một vị khán giả cũng như là một vị hàng xóm của chị Tân. Thì là cô cũng có theo dõi kênh của Đạt rất là nhiều. Và cô có chia sẻ là cô rất là vui khi mà đã nhìn thấy được cái sự thay đổi của chị Tân. Và cô có thể là chia sẻ thêm cho quý vị khán giả của cháu cũng như quý vị khán giả của Anông TV được biết là chị Tân thiếu nữ khờ này thì ngày xưa là chị như thế nào và hiện tại bây giờ như thế nào không? Tôi xin chào tất cả các quý vị khán giả trên kênh Đạt đến rồi. Tôi cũng là một khán giả theo dõi kênh của Đạt đến rồi. Đúng là một vị Bồ Tát sống tuyệt vời, không có gì để nói nữa. Thì... cô còn thiếu cô tên là gì ạ? Cô tên là Viện. Cô Viện ạ, vâng. Thế tôi cũng là hàng xóm của nhà bà Tiêu. Thì mỗi khi là thực sự thì tôi thì cũng không giúp đỡ được mẹ con bà cháu nhà bà cái gì. Nhìn thấy cái cảnh tội quá. Thì từ khi nhìn thấy cháu Đạt nó về, nó giúp đỡ thì tôi là rất là mừng. Và muốn cho mẹ con bà cháu được cải thiện cuộc sống rất nhiều. Thế mà tuyệt vời hơn nhất là cháu Tân. Mỗi khi ôi ôi đi làm đồng cả buổi hỏi cũng chẳng nói chả gì cả, không ai hỏi nói gì được. Thế mà bây giờ nhá, cháu Đạt đến giúp đỡ, hỏi nói để giao tiếp bình thường. Mà Tân lại tuyệt vời là biết lướt điện thoại. Bảo thế anh Đạt gọi cái là mở luôn, nghe luôn. Thế mà hôm nọ trêu bảo nào thế thì mở gọi anh Đạt cho chị nói chuyện với anh Đạt xem nào. Thế mà đấy, mở máy ra để lướt rồi gọi đến danh bạ gọi anh Đạt như thật ạ. Thế cho nên là các quý vị khán giả mình là phải mừng nhất một cái điều là Đạt là con người có tâm có đức tuyệt vời nhất rồi mà lại làm được những cái việc cho một thiếu nữ khờ như cô Tân thay đổi như thế. Thì đúng là chưa thấy ai làm được cái điều này. Vâng, kính thưa quý vị, thì Đạt cũng dám chắc một điều là bất cứ ai mà biết đến chị Tân trước đây thì cũng sẽ không bao giờ có thể ngờ tới được rằng là chị Tân bây giờ có thể là được cải thiện được như bây giờ, đúng không bà? Đúng, thực sự là như thế, mà thay đổi quá hoàn toàn luôn. Thay đổi về con người này, về tính cách này, mà điều tuyệt vời hơn nữa là thực tế hoàn toàn. Cháu Đạt quay là coi như không có một cái gì gọi là câu view, câu like hoặc là cái gì lồng ghép cả. Mọi khi tôi cũng là một khán giả, tôi cứ xem cái kênh Tam Giác Mạch đấy thì mình cũng không thực tế được. Thế nhưng bây giờ tôi thấy nó thực tế hoàn toàn. Về cái bước cháu Đạt về cắt tóc gội đầu cho Tân để ôi dồi ôi tôi cảm động. Đợt đấy tôi ốm, tôi không xuống nhà bà Tiêu để xem Tân tiến bộ như thế nào được. Nhưng mà cảm động nhất là Đạt về cắt tóc gội đầu. Thế thì đấy, thay đổi con người cho cháu Tân. Thế mà cái điều tuyệt vời đấy, cháu Đạt lại còn thực tế là đi ra ngoài đồng ruộng
bẩm lạc đỡ, mà cái cảnh mà đúng là bà cháu cho nhau ra đồng thì tôi nhìn thấy tôi đã rất thương rồi. Tôi bảo là ôi dồi bà ơi, bà làm được thì làm, không làm được thì thôi, bà bỏ đi, cháu còn bỏ hết thế này cháu không làm được nữa. Thế mà bà cứ thế này tội cho thằng cu quá. Và thực tế với khán giả là nhìn thấy một phụ nữ khờ với lại một đứa cháu thơ, thì đấy tương lai là ở đứa cháu nó dạy khờ khổ thân nó quá. Thế giờ là rất mừng là cháu Đạt đã giúp đỡ để cho cải thiện đời sống, cuộc sống của bà cháu. Và cái mừng nữa là thay đổi được con người cho Tân được 80% rồi. Thế cháu cố gắng tí nữa, thì mình không nói được 100% nhưng mà thôi thì cháu cứ cố gắng được thêm tí nào là hay tí đấy. Nãy cũng vừa bảo với bà Tiêu và thôi bà cũng không phải lo việc nhà nữa, bà làm được đến đâu làm, mà không làm được thì bà bỏ đi. Được cháu Đạt nếu như thế này thì thôi thì là con mình cải thiện được là sớm nhất. Vâng, thế đi. Cháu cảm ơn cô. Thì thế nhà cô cách đây xa không cô? Đây có ba bước chân thôi. Ba bước chân, vừa là hàng xóm này, vừa lại là khán giả của cháu nữa. Vâng, cảm ơn cô đã chia sẻ rất là nhiều. Ở đây cô ngay đây. Vâng, thế quay trở lại với trường hợp của bé Phong này, thì là Đạt cũng đã theo dõi cái trường hợp của bé Phong này rất nhiều trên kênh Anông TV. Thì nhân tiện đây thì anh có thể là chia sẻ cái hoàn cảnh của bé Phong này cho quý vị khán giả của em có thể là biết rõ hơn về cái hoàn cảnh của cháu. Vâng ạ, cũng xin giới thiệu với các cô các bác ở trên kênh Đạt đến rồi đấy, thì bé Phong là một cái hoàn cảnh cũng rất là đặc biệt, rất là khó khăn bác ạ. Bé Phong là bố bị tâm thần từ 2017 đấy, thì đốt bố tự lên cơn, xong là đốt một cái căn nhà, của chính nhà mình luôn. Xong là bé của mẹ của bé Phong bỏ đi thì để Phong với lại bố Phong từ lúc 2 tuổi sống với bố bị tâm thần đến hiện tại. Bây giờ là bé Phong là bao nhiêu tuổi rồi anh? Bé Phong hiện tại là 7 tuổi. 7 tuổi à? Vâng. Thế cháu còn đi học không ạ? Có, ở trên đấy có đi học. Cháu thì cũng rất là giỏi, hiện tại học cấp 2 mà cũng đọc rất là lưu loát. Đấy à? Con ơi cho chú hỏi này, thế bố có hay đánh con không? Có. Có? Thì bố ở nhà bố có hay uống rượu không? Lúc có thì uống, không có. Thế thì ở nhà thì bố làm gì? Không làm gì à? Thế cái trường hợp của bố của cháu Phong này là anh ý có hay tâm thần đấy thì là biểu hiện như thế nào anh? Lúc lên cơn ấy thì là cứ chửi hàng xóm, hàng xóm không sai cũng chửi. Vâng. Chửi ví dụ là chửi từ lúc lên cơn là từ 6 giờ tối chửi đến 6 7 giờ sáng luôn. Ui dồi. Cứ chửi cả đêm như vậy. Thế, thế mà lại còn nuôi thêm một đứa nhỏ này nữa thì anh ấy không làm gì thì lấy đâu ra cái chi phí để mà sinh hoạt hàng ngày cũng như là nuôi nấng cháu đi ăn học? Hàng xóm góp cơm cho, góp gạo. Với lại bố thì có bán cả đất để về nuôi con. Lúc không lên cơn thì còn đi bán cả đất nương. Thế thì hiện tại bây giờ là bố của cháu đâu rồi anh? Bố của cháu hiện tại đang anh đang cho đi điều trị ở bệnh viện tâm thần Hà Giang. Bệnh viện tâm thần Hà Giang. Vâng. Thì con ơi, Phong ơi, hay con có muốn về ở với chú không? Không biết. Không biết à? Thì anh nghĩ được rằng là liệu bạn Phong này nó có đồng ý về ở với em không? Giống như là bạn Trá ấy. Vâng. Theo anh nghĩ đấy thì nếu mà để cháu ở đây quen lâu thì chắc cháu vẫn có thể ở đây được. Nhưng mà còn liên quan đến bố nó nữa thì sợ để sau này bố điều trị khỏi đây thì bố lại tìm thôi. Thưa quý vị thì như cái trường hợp của Trá đấy, thì là Đạt cũng đã nhận về nuôi và bây giờ là Trá vẫn đang ở nhà Đạt đấy, thì quý vị có thể nhìn thấy được cái sự thay đổi rất lớn của Trá hiện tại bây giờ. Thế còn như Phong này thì nếu như mà về thì Đạt cũng sẽ lo cho ăn học rồi thì dạy bảo đến năm 18 tuổi là cháu đã có thể tự biết bươn trải cuộc sống rồi. Tuy nhiên thì tất nhiên nếu như mà một khi mình đã nhận về, đã là con trong nhà rồi thì mình cũng sẽ phải lo lắng về tương lai cho cháu, chứ không phải là mình nuôi đến 18 tuổi là hết trách nhiệm. Được không con? Con có thích về không? Tuyệt vời nhỉ. Con có. Vâng, thưa quý vị là một câu trả lời cũng rất là ngây thơ của cháu Phong. Thì con nhỏ quá nên là cũng chưa biết gì đâu. Nhỏ quá chưa biết gì. Thế thì đây, quay trở lại câu chuyện của anh Quẩy đây. Quẩy năm nay là sinh năm bao nhiêu?
À đấy, quên mất. À không 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 nghe thấy gì. Nhưng đây cũng sống. Có nói được không anh nhỉ? Không nói được. Không nói được đúng không? Vâng. Cần nhá. Này thế thì tán gái làm nào? Cái hành động cử chỉ à? À không không nghe thấy gì. Đấy là à. Cô cũng có một gì. Thế bây giờ mà đi sang gặp chị Tân tán gái lại chạy lại ôm hay là biết là yêu đúng không? Rồi, bây giờ quý vị hãy cùng theo chân Đạt vào nhà chị Tân để cho anh Quẩy gặp gỡ để xem là liệu rằng biết đâu lại nên duyên nhờ. Đi. ngại mặt đỏ hết rồi. Đi, đi vào nhé. Sau đây anh ông xin mời quý cô bác và toàn thể mọi người cùng đồng hành cùng anh ông với lại Đạt đến rồi. Đi vào nhà chị Tân. Ở trên cái vùng cao là đi tán gái là phải mua cái này đấy. Nhớ nhá. Đây cái đấy. Đi, đi. À, đi. Đây chú bé. À. Chú bé, chú bé. À chú bé rồi là mưa. Chú bé đi. Ngã. À. Ừ. Ui giời. Cong. Cong cong cong. Cong đi. Vâng, cháu ơi, cái này tí cô ăn nữa, cháu quay xong thì cháu sẽ lên nhà cô chơi. Dạ vâng ạ, vâng, tí nữa cháu sẽ hỏi thăm nhà. Cô là cô viện đúng không ạ? Vâng vâng. Lát nữa cháu hỏi là sẽ đến nhà đấy. Ngõ này này, ngõ này xong là đây một cái cổng đây này. Dạ vâng ạ. Vâng vâng. À. Vâng ạ, vâng. À thế bây giờ thì quý vị hãy cùng theo chân Đạt vào nhà chị Tân quý vị nhá. Hôm nay đi thì hơi mưa nha. Yeah. Hơi mưa anh ạ. Được. Rất là ngon này hả em? Đây là mẹ của Tân đây. Chào bà. Vâng, vâng. Cháu chào bà. Mưa gió này bà đi đâu đấy? Bà đi đâu? Vâng. À, thưa quý vị, đây là mẹ của chị Tân đấy ạ. Mưa gió thì chẳng biết là bà đi đâu đây. Vâng. Vâng vâng. Vâng ạ. Đứa đi ra à? Không không phải đâu ạ. Đứa vâng. Cuối. Ôi giời. Con nuôi của cháu đấy. Vâng. Nhà mình là có em Bon này. Em Dứa này. Anh Trá này. Đấy, còn cả anh Dũng nữa. Ôi giời, đông lắm. Hiện tại là em nuôi mấy người? Con nuôi của em thì nhiều nhưng mà bây giờ là có mỗi Trá là ở nhà em thôi. Vâng. Còn có chị Ma, em Mai này, anh Mạnh này, ủa rồi. Vâng. Em nhiều con nuôi lắm. Vâng. Nói chung là em là một người sống tình cảm. Vâng. Và đặc biệt là cũng rất là thương những cái hoàn cảnh mà các cháu nhỏ ấy. Vâng. Như là cụ già ấy, em thấy là những người mà bị thiếu thốn tình cảm là em thương lắm. Vâng. Cho nên là mình cũng luôn luôn là muốn là thứ nhất là bù đắp về cái mặt tinh thần, thứ hai nữa là mình bù đắp về những cái ăn học các thứ ấy. Vâng. Cái đấy thì thật ra là lo cho các cháu ăn học thì có đáng bao nhiêu đâu. Vâng. Thật sự là anh cũng hay xem cái kênh của em, thật sự là rất là ngưỡng mộ. Đây, đấy. Nhà chị Tân ở đây hả anh? À em. Ôi giời. Nhà Tân đây. Trước đây ấy, là khi mà lần đầu tiên em đến ấy, thì là cái nhà là như một cái bãi rác luôn này. Vâng. Và bốc mùi hôi thối rồi thì bẩn thỉu. Vâng. Em chào chị Tân nhá. Ôi giời ơi. Anh đến mà không thấy chào anh gì cả. Chào anh. Vâng. Hôm nay lại anh đẹp trai nữa xuống. Đây có một anh đẹp trai. Hai tặng. Rồi, anh này. Đấy, quẩy tặng quà. Có. Đấy. Thích anh này không? Cảm ơn anh đi, cảm ơn. Cảm ơn anh. À, vâng, kính thưa quý vị là cái bộ quần áo quả dứa, quả dưa này là mẹ đặt mua cho Tân đấy. Phải không ạ? Phải mẹ anh mua cho em. Phải không? Mẹ anh mua rồi, mẹ anh mua cho anh. Này em đứng dậy xem nào. Đây. Đây. Ngại. Không ngại. Đi tán gái mà ngại. Em đi bao giờ mới thấy được vợ. Đây đây. Đi đi đây.
Kính thưa các cụ ông, các cụ bà, các bạn trẻ thanh niên nam nữ. Xin chào cả quý vị đã có mặt tại hôn trường cưới ngày hôm nay. Chúng ta hãy cùng chúc phúc cho đôi bạn trẻ trăm năm hạnh phúc. Chiều mặt đỏ ấy. À, đây là anh An Ông này. Chào anh An Ông. Em chào anh An Ông. Chào anh An Ông. Vâng. Em chào anh. Em chào anh Quẩy. Chào anh Quẩy. Ai, người ta chào mình đấy. Người ta đang chào mình à. Đây này. Ý là chị này này. Chị này này. Đang đi chào mình à. Đấy. Hiểu chưa? Nói thế cứ hiểu anh. Không hiểu à? Anh giao tiếp bảo là bạn Tân này đang chào. À. Quý vị là lúc nãy là Đạt làm cử chỉ là nhầm, chào này là chào cơ. Đấy, còn chào đúng là phải này cơ, đúng không? Thế làm lại nhá. Này. Này. Hiểu không? Thì ví dụ bây giờ mà muốn chia sẻ với bạn ấy là bạn Tân này khen Quẩy là đẹp trai thì là làm hành động như thế nào thì bạn ấy sẽ hiểu. Ngại. À đồng ý cả năm ngón tay. Không đồng ý, không đồng ý. Ngại. Mặt đỏ hết. Thì về nhà mấy hôm thì có thấy nhớ anh với cả nhớ anh Kiệt đấy hả? Nhớ bà, nhớ cả chị Duyên không? Có nhớ à? Thì còn nhớ con của anh tên là gì không? Con của anh ở nhà tên là gì? Quên rồi. Nhớ anh quá đến chứ không ngắm anh rồi. À đi đi dịch vào đây cho sáng à? Ở trong này tối quá. Nhớ anh Đạt à? À chị Tân. À đây nữa này. Chào Phong đi. Phong đấy. Cô chào Phong. Chào đi. Phong chào cô đi. Con chào cô Tân. Con chào cô Tân ạ. À đấy, ngoan. Phong này rất là ngoan luôn. Mà lại trùng hợp thế nào mà lại Phong lại cùng tên với cả con trai của chị Tân. À thế à? Tân cũng tên là Phong. À. Đấy. À vâng. À kia là bé Phong nhỉ. À. Vâng. Đấy. Ông mà nhìn hai sao giống nhau nhỉ. Bốc keo của anh Quẩy. Anh bốc kẹo lạc anh. Kẹo lạc. Lạc cũng được cháu ăn được. Ăn được kẹo lạc không nhỉ? Có răng chưa con? À đừng có răng rồi, nhà tốt rồi. À, có thích anh Quẩy không? Anh Quẩy cha em nhìn thẳng vào mặt em thì nó thế nào được. Ăn kẹo nhé. Ăn đi con. Con ạ đi. Ạ đi. À vâng thưa quý vị thì anh Quẩy tỏ ra là rất là hài lòng. Chứng tỏ là rất là thích. Đúng không? À, đây này, mình phải dùng hiệu lệnh. Phải dùng hiệu lệnh thì bạn ấy mới hiểu được. Cái còn bề tai của bạn ấy là coi như là điếc hoàn toàn. Vâng, điếc và câm. Này. À, đồng ý, ok, đúng không? Nhìn như này là ok đấy quý vị ạ. Đây là ok, đúng không? Đấy, gần đầu rồi. Thế thì bao giờ đi tổ chức đám cưới? Đấy, chị Tân thích rồi đấy. Tân thích không? Thằng này có thích anh Quẩy không? Em có thích anh Quẩy không? Anh Quẩy thì còn hơn là anh Kiệt. Đẹp trai hơn à? Ấy trời đời đấy. Cũng biết phân biệt là dài đẹp, dài xấu. Quẩy đấy. Thế khoác vai anh ý cái. Để mình thể hiện tình cảm đi. Khoác vai tay đâu. Đấy.
Vâng, kính thưa quý vị, thì chúng ta cùng trở về với hồn trường cưới ngày hôm nay, cặp đôi Quẩy Tân Tân Quẩy. Kính thưa các cụ ông, các cụ bà, các bạn trẻ thanh niên nam nữ, hiện nay đồng hồ của ban tổ chức chúng tôi đã chỉ đúng 8 giờ. Thế giờ xuất phát lên đường đi đón cô Tân. Chiếc xe mang biển số hạnh phúc của chúng tôi đã đỗ ngay trước cổng hôn trường. Kính mong các cụ ông, các cụ bà, các bạn trẻ thanh niên nam nữ, chúng ta hãy khẩn trương thu xếp công việc của mình đến ngay trước cửa hôn trường để chúng ta đi đón dâu cho được đúng giờ. Đấy. Thưa quý vị, là nếu như đám cưới này mà xảy ra thì Đạt sẽ là người đứng ra làm MC. MC đám cưới. Nha, được nha, cho anh cái chân MC đám cưới nhá. Hay là định tự làm MC luôn đấy. Chị Tân thích anh Quẩy không? Thích không? Dạ, anh hỏi kìa. Chị Tân thích anh Quẩy không? Thấy đẹp trai không? Đẹp. Đẹp. Đấy, cũng biết đẹp dài. Có thấy Tân này xinh không? Hả? Hả? Lắc đầu là có đấy. Đấy. Thưa quý vị, là thật ra thì bạn Quẩy ấy thì là nói chung là cũng hơi khó khăn trong cái việc giao tiếp, cho nên là những cái hành động cử chỉ của bạn ấy thì mình cũng không biết được rằng đây là ở trong lòng bạn ấy có thích hay không, là rất là khó đoán. Bằng chứng là quý vị có thể thấy là từ nãy giờ là Quẩy rất là ngại nhìn thẳng vào Tân. Đó, lý do vì sao ạ? Vì ngại. Đấy. Ngại mặt đỏ. Yêu mà ngại đúng không? Thế là Quẩy này là sinh năm bao nhiêu ấy? 94 em ạ. 94. Vâng. 94, đây là 91. Đấy, trao bằng lái máy bay cho Quẩy đi. Tân bảo là thế em có thích lái máy bay không ạ? Đấy. Thế anh Quẩy có thích lái máy bay không? Cười rồi. Quẩy ngại. Thế là chị Tân là có một cậu bé này à? Vâng. Em thưa quý vị, là những quý vị khán giả của kênh Đạt Đến Rồi thì đã biết rồi, còn những quý vị khán giả trên kênh Anong TV ấy thì là có thể là vẫn chưa biết về rõ về cái hoàn cảnh của chị Tân này. Thì chị Tân này thì là một thiếu nữ tồi từ nhỏ, và từ nhỏ thì rất ít nói, và hầu như là ai nói chuyện gì thì không bao giờ trả lời lại. Và ít giao tiếp với mọi người. Và bạn này ấy là khi mà chị đi ra ngoài đồng làm việc đấy, thì là cũng có một người đàn ông nào đó đã làm có thai và đẻ ra cháu nhỏ này. Vâng. Hiện tại giờ là cái hoàn cảnh là bà mẹ của chị Tân, quý vị vừa nhìn thấy ấy, và bà già và nuôi cả chị Tân và cả cái cháu nhỏ này. Vâng. Còn Tân thì không biết làm cái gì. Vâng. Chỉ có giúp đỡ. Cái thời gian trước khi mà em gặp ấy là vâng, cứ ở nhà thôi, không làm bất cứ một cái gì cả. Vâng. Nhưng mà sau khi mà thời gian mà gặp em đã thay đổi và đã biết ra đồng giúp đỡ cho mẹ này. Vâng. Thậm chí kể cả quét sân quét nhà này là chị dọn dẹp hết ấy. Vâng. Còn vâng, trước đây là không bao giờ biết cầm đến cái chổi. Vâng. Không bao giờ biết giúp đỡ gia đình. Vâng. Đấy. Vâng. Đấy là cái sự thay đổi rất lớn. Vâng. Của chị Tân này. Đông xin giới thiệu với các bác ở trên kênh thì hôm nay anh ông có mặt tại đây là Tây Vị. Tây Vịn. Tây Vịn chứ không phải Tây Vịn. Tây Vịn. Tây Vị gì nhỉ bà nhỉ? Tây Vịn. Thôn Tây Vịn. Thôn Tây Vị này. Vâng. Xã Thanh Mỹ. Sơn Tây Hà Nội. Sơn Tây Hà Nội. Sơn Tây Hà Nội. Vâng. Nãy anh cứ tưởng là đây vẫn là cùng chỗ tản lính. Không. Thật vâng, ra thì nó cũng gần nhau mà. Vâng. Thương nhỉ. Hiện tại bé này là ở với chị Tân với lại bà. Vâng. Thành ra là hai mẹ con cháu, cả cháu. Vâng. Thật ra thì vâng, em cũng đang có kế hoạch là đón cả hai mẹ con lên đấy để em cũng là vừa nuôi này vừa này hỗ trợ cho chị Tân này là cải thiện hơn về cái trí vâng, tuệ. Vâng. Hai nữa là cũng tạo công ăn việc làm là cho livestream bán hàng cùng với cả mẹ của em nữa. Vâng, vâng. Đó. Vâng. Thì cũng đang hôm nay là cháu cũng đang muốn xuống làm một là cũng đưa anh Anong TV cũng là một kênh thiện nguyện ở trên vùng cao đến đây để mà gặp gỡ hoàn cảnh gia đình nhà bà, rồi đưa bạn Quẩy này đến đây để gặp Tân để xem là liệu rằng là có kết duyên được với nhau hay không. Cái hai nữa là cháu muốn hỏi ý kiến bà là cháu muốn đón cả hai mẹ con Tân lên trên đấy để
chăm sóc có được không bà? Không có ai trông. Trông thì có gì đấy, nhà cháu rất là đông người. Và hơn nữa là lên trên đấy là có mấy đứa trẻ nhà cháu ấy, thì tiếp xúc với nhau là bạn này sẽ dạng chữ hơn, sẽ có thể là được nhạt quá. Đúng rồi, nó sẽ bạo hơn. Nhạt nhạt. Thế bà có đồng ý hay không? Đồng ý cái gì, lên chung ngon nhưng lại ứng thêm vất vả được. Ôi giời, có cái gì đâu, cháu chỉ sợ là bà một mình ở nhà bà vất vả thôi. Mình qua thì rõ ràng rất vất vả. Cho cu giờ đông đi chả làm được mấy. À không, nhưng bà... nếu như mà đón cu đi rồi ấy, thì là bà có đỡ vất vả hơn không? Đỡ hơn, bà làm cái gì nó rảnh hơn. Vâng. Cho ra là nắng nó lại được tí, nó lại chơi ghê. Thật ra là... hoặc là gửi cậu nó đi, nó lạ, nó cứ khóc. Ôm ôm. À, kính thưa quý vị. Có lúc cậu nó đi làm, lâu ở đông trẻ thì đấy. Mà... lúc thì đi làm, lúc thì đi làm. Bà năm nay là bao nhiêu tuổi bà nhỉ? Bà đúng chính xác tuổi là 67. Thưa quý vị, là cái tuổi ở cái tuổi 67 ấy thì là thông thường người ta chỉ có đọc báo mới ngâm thơ thôi, chứ không phải đấy. Đấy, vất vả. Mà lúc nào cũng cười. Thì lúc nào buồn rồi bà có cười không? Cười ba già ngoài xã hội là vẫn cười. À, buồn nhất thì vẫn cười. Buồn nhất thì ba nhà mà không mình, hay là cái gì tự thân nghĩ gì đấy. Thưa quý vị là có mùa dùng... thu, mùa thu mùa đây cái kiểu cái trường thủ cái đòi chửi ra ở nhà thì không ra đây thì những cái ví dụ bạn nói lên nó thật sự đuổi lên mẹ con nó lên chạy như đuổi lên bố nó cái ba tủi thân nó sợ ai đuổi chính là thôi được rồi. Cũng không dám nói nữa. Đúng không? Thôi không nói thì như thế thôi, tất cả mọi cái có vấn đề gì bà cứ gọi điện cho cháu. Bà nói vui mà ở đây. Bà để như là bà có trách nhiệm, ý nó bà bỏ trông, bà ở ghế, còn đây mình nấu, không cho nó. Nhà mình gọi bà ghê, bà cũng gửi. Bế cái tân ấy, à, từ ngày xưa đấy. Đấy. Nhưng mà bà thấy là cái tân nó thay đổi nhiều lắm. Quá thay đổi nhiều, nó nói năng khoảng đầu tiếc vẫn hơn, đầu tiếc chả nói, ai hỏi chả nói. Ừ. Đấy, con cái. Nói chung là lên trên đấy là nhiều người. Và mẹ cháu dẫn đi chơi suốt mà. Buổi tối gần nhà cháu là có cái sân vận động ấy, là mẹ cháu là cứ dẫn ra ngoài đấy là giao lưu hết người nọ rồi. Ở ngoài sân vận động thì hàng mấy chục người, hàng bao nhiêu, hàng trăm người, người ta gần như là ai cũng biết tận tần này. Bởi vì là họ là hàng xóm láng giềng, họ theo dõi kênh của cháu nhiều mà. Đấy, biết này, quý lắm, chụp ảnh như là ngôi sao ca sĩ diễn viên. Đấy thì cũng xin được giao lưu với các khán giả trên kênh Anon TV một chút. Thì là sắp tới thì sau cái chuyến thiện nguyện ở Cam Ranh thì Đạt cái chuyến vào ngày mai là sẽ bay đi Cam Ranh để trao tặng là hơn 80 chiếc xe đạp cho các cháu nhỏ vùng cam. Thì là sau cái chuyến đó thì chắc là Đạt sẽ có một chuyến lên trên kênh Anon TV để có thể là tìm kiếm những hoàn cảnh khó khăn để Đạt sẽ đến để giúp đỡ. Và tất cả những cái việc mà Đạt làm ấy, thì Đạt cũng chỉ mong muốn để làm sao là mang lại cái lợi ích cho cộng đồng. Và hơn thế nữa là xứng đáng với cái tên là Đạt đến rồi. Đấy, Đạt đến rồi có nghĩa là Đạt đã đến để giúp đỡ mọi người rồi. Anh cũng thấy bà rất là khó khăn, anh muốn gửi đôi trăm để cho bà. À vâng, cái đấy là tùy anh thôi. Vâng. Cháu thì ở trên vùng cao bà. Vâng. Ở tỉnh nào? Cháu ở tỉnh Hà Giang. Vâng. Vâng. Cháu cũng không có nhiều, cháu gửi cho bà 1-2 yến gạo để cho bà lo cho chị Tân. Cũng được, cũng gửi cho ba đi, ba xin cảm ơn. Vâng. Cũng quý hóa quá. Vâng. Ba đang nhà có phải vâng. Cũng gọi là có chút ít cho bà thôi. Vâng. Đến đây. Em bảo cảm ơn anh An Ông đi. Cảm ơn anh An Ông. Vâng. Vì sao? Nói đi. Cảm ơn anh ông mà giúp cho nhà em. Vâng. Vâng. Cố ít lòng nhiều bác ạ. Dạ. Vâng. Vâng. Dáng như người mẫu này, thấy không? Vâng. Ai cũng bảo nó khéo hơn mẹ khố. Vâng. Tối nay ngủ đây nhá. Hả? Hai bố đấy. Con đấy là hai nhá. Dạ. Đây á, đây về đây á. Đây là hai bố con. Ôi, không. Anh nông thì già thế hả bà? Hai anh em ạ. Đây là cũng là một cái hoàn cảnh mà anh nông này đang giúp. Vâng. Và cháu này cũng thế. Cháu này cũng là một hoàn cảnh mà anh nông này cũng đang đứng ra để giúp đỡ. Đó. Còn chị xinh xinh mặc áo vàng kia là vợ của anh ý. Vâng. Quay. Tân đã sướng. Thấy anh nông đẹp trai không? Thấy nó thích anh nông không? Thích anh Đông, thích anh Đông.
Thích đây, bây giờ em thích anh Nông hay là thích anh Quảng? Hả? Thích anh nào? Chỉ đi. Đấy. Để dài mà nhìn. Được rồi. Vâng, vì cầm điếc bạc. Vâng. Vâng ạ, vâng ạ. Thế thì bây giờ nha, nếu như mà không phép hỏi anh Quẩy một câu thì em sẽ hỏi anh Quẩy cái gì? Hả? Bây giờ nếu như mà được hỏi anh Quẩy một câu hỏi thì em sẽ hỏi anh Quẩy cái gì? Bây giờ anh có muốn ở đây với em không hay là như thế nào? Anh Quẩy có muốn ở đây với em không? Có yêu em không? Đấy, thì đây Đạt sẽ phiên dịch lại cái câu này của Quẩy nhá. Hỏi là anh này có muốn này ở đây này với em không? Này không. Vâng, kính thưa quý vị, thì để mà thích được chị Tân thì cũng phải có một thời gian rất dài để mà tìm hiểu, biết được rằng là đấy, đôi khi là bên ngoài thì đổ nát hoang sơ nhưng mà bên trong cảnh vật nên thơ chữ tình, không biết thế nào được. Đấy, phải tìm hiểu thật kỹ nhé. Thế còn chắc là video của Đạt sẽ được kết thúc cho anh nhỉ? Từ đó cái cho anh hỏi tí là cái nhà này là hình như là em tân trang lại cho đúng không? À vâng. Cái vâng. Căn nhà này thì là chính là em cho sơn lại này. Vâng. Rồi thì ở trong là lát gạch này. Vâng. Lát gạch rồi thì làm trần nhà này. Vâng. Rồi thì kia làm thêm cái mái tôn kia nữa kìa. Vâng. Cái kia là cái giếng đó. Vâng. Rồi thì cái hệ thống hàng rào này là em cho thợ vào lắp hết hàng rào cho bà để chắn gà. Vâng. 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 Cái ấy rồi không có. Vâng. Nói chung là anh xem được cái video lần đầu tiên em đến đây và cho đến bây giờ thì anh sẽ thấy là cả người và cả nhà đều thay đổi. Thay đổi. Vâng. Vâng, thay đổi hoàn toàn. Vâng. Em có thấy là nhà mình có thay đổi nhiều hơn không? Có nhiều hơn, thay đổi nhiều mà anh. Có thấy sạch sẽ không? Ngày trước là có bẩn không? Ngày. Ngày xưa là bà cứ có cái gì bà cũng phải lùi về. Mình sạch sẽ thì về trường bán thịt mà vay dầu cỏ vay mơ suốt trần. Có nghĩa là hiện tại là hai mẹ con của chị Tân là đều gánh ở trên vai của bà đấy, đều gánh ở trên bà vai đấy. Vâng. Thì để đấy, trên tinh thần là bây giờ là cháu đang gánh đỡ cho bà đấy. Đúng vâng. Không? Vâng. Bà nặng quăng gánh quá thì bà vứt lên xe tải. Vâng. Vâng. Cả mày nó bị bệnh. Vâng ạ. Chứ không phải tự nhiên mà nó đẻ ra lanh lặn đấy, nhưng mà 4 tháng là nó bị giật thì nó mới thế. Vâng. Vậy. Cho đi học biết nhiều thì mong cho đi học biết chữ để trợ búa hay là ấy cho đỡ. Đi mấy nữa cho lên nhà Đạt để Đạt dạy cho. Có gì đâu, chiều cho người chúng đón. Hôm nay đi có một xe cho không đủ xe. Ừ. Chiều có cho chúng đón cả khu lên nhé. Vâng. Thì bà cứ sắp sửa quần áo cho cháu Phong nhé. Với cả đấy, Tân này thì tự biết sắm sửa rồi. Thì chiều là cháu sẽ cho đón lên khu này rất là. Cho lên trên kia cho anh Quẩy ở cùng nhỉ? Nhà chị Tân nhỉ? Có thích anh Quẩy không? Quẩy này là đi cùng đoàn. Bạn vâng. Này thì là cũng hoàn cảnh khó khăn thì anh Hàn Đông cũng chiều cho đi thì như Tân ấy, giới thiệu thì nó vài chặng. Vâng ạ, vâng. Còn chắc không vài chặng. Vâng. Bạn Quẩy này thì có thể anh có thể hướng cho bạn một cái công việc nào đấy, ví dụ như là lồng tiếng phim này, hoặc là mình làm MC, hoặc là làm ca sĩ chẳng hạn, ví dụ như. Vâng. Quẩy đấy thì nói thật thì cũng cái nghề trong tay thì nó có, nhưng mà cũng nói với em là nó điều khiển bằng máy móc nên là lúc ga nặng, lúc ga nhẹ, lúc ga to, nên là người ta cũng không muốn cho nó làm. Hiện tại là Quẩy là có biết lái cả máy xúc, máy ủi, máy nâng các kiểu đủ hết.
Thế là chú giỏi cũng giỏi nhỉ? Nó cũng đi tận Bắc Giang để làm thuê lái máy xúc mà. Lái máy xúc to đấy, loại 300. Thật ra thì trong cái câu chuyện thì em cũng chỉ mong muốn là đem lại cái niềm vui tiếng cười cho quý vị khán giả thôi. Thế còn nếu như mà trong những cái lời nói của Đạt mà có vấn đề gì mà hơi vô duyên một chút thì quý vị hãy hết sức thông cảm. Để Đạt luôn luôn là mang đến những cái điều tích cực nhất đến với mọi người. Đấy, thì đôi khi là đấy cái câu chuyện nha, rất là đơn giản, ví dụ bạn ấy bị câm chẳng hạn, đúng không? Cái giọng nói của bạn cứ ua ua. Khi mà bạn cất tiếng nói lên cũng có rất là nhiều người cười. Nhưng mà mình nghĩ theo cái hướng tích cực là à, đấy là mang lại cái niềm vui cho mọi người. Nó cũng là một cái việc rất là ý nghĩa. Đấy, chứ mình nếu mà mình nhìn theo cái hướng tích cực là người ta lại bảo là ôi thằng kia rẻ biểu, người ta cầm đến lúc mày bị câm như thế xem như thế nào. Nhưng mà đấy là cái hướng tích cực, à tiêu cực. Còn nếu hướng tích cực là người ta sẽ nghĩ là à, bạn này tuy là câm nhưng mà bạn ý khi mà cất tiếng nói lên là là mang lại được tiếng cười cho mọi người. Đấy là cái điều tích cực. Đúng không ạ? Đặc biệt là để ý nha, những người mà bị câm điếc thường họ làm những cái việc chân tay rất là giỏi và rất là nhanh nhạy. Bởi vì sao ạ? Khi mà tai họ điếc là cái giác quan của họ đã bị mất đi một đấy rồi thì những cái giác quan khác lại được tập trung hơn. Đấy. Kể cả nhá, như bạn này nhá, mũi bạn ấy cực kỳ thính luôn này. Vâng, đúng rồi. Kiểu như vậy. Bởi vì là khi mà điếc tai rồi thì các giác quan khác sẽ được tập trung hơn đấy. Vâng. Nhìn cái thang hầu cung vì tần ấy, nó bị thỉnh. Không biết nó gì làm nó là quyền mất. Nhìn anh quẩy thì ra anh nông thì ra anh quẩy. Cũng hơi tối nhỉ. Vâng. À, cũng xin giới thiệu với các cô các bác là em Đạt là một người cũng có cái tấm lòng thật sự là rất là bao la. Thì hiện tại em Đạt thì có một khu điều trị về xương khớp các bác ạ, Phúc Lâm Bảo Đường. Thì nếu mà các bác được theo dõi cái thước phim trước thì sẽ biết là cái khu điều trị về xương khớp của nhà Đạt. Tiện đây thì cháu xin được giới thiệu luôn là cháu là Bùi Duy Đạt, chủ tịch hội đồng quản trị của công ty cổ phần Nam Dược Phúc Lâm và phòng chẩn trị y học cổ truyền Phúc Lâm Bảo Đường, là phòng khám y học cổ truyền trực thuộc của công ty cháu. Và mỗi tháng thì cháu lại trích ra doanh thu từ Phúc Lâm Bảo Đường để đi từ thiện giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Đó, để em có thể chia sẻ như vậy để cho những quý vị khán giả trên kênh của anh, có thể là những quý vị mà chưa biết tới kênh Đạt Đến Rồi thì là có thể là biết rõ hơn về về cháu. Nếu mà có bác nào bị về xương khớp thì hãy đến chỗ Phúc Lâm Đảo Đường để cho Đạt điều trị cho. Cảm ơn những lời giới thiệu của anh An Ông. Vâng. Thì thực tế là những quý vị khán giả mà khi mà theo dõi kênh Đạt Đến Rồi ấy, thì cũng sẽ được xem rất là nhiều những cái phản hồi thực tế của những bệnh nhân video, và trong đó Đạt cũng có lồng ghép rất là nhiều những cái trường hợp mà Đạt có phỏng vấn ấy, là hoàn toàn là từ bệnh nhân họ phản hồi. Vâng. Đó thì là sẽ hiểu hơn được là cái giá trị mà Phúc Lâm Bảo Đường mang lại như thế nào và tại sao Phúc Lâm Bảo Đường lại phát triển như vậy. Thì là sắp tới thì em cũng chuẩn bị là đi vào hoạt động một cơ sở nữa ở trong Vũng Tàu anh ạ. Vâng. Chắc khoảng độ tháng 9, tháng 10 gì đấy. Vâng. Là bắt đầu là đi vào hoạt động rồi. Vâng. Vâng. Thì chắc là video của Đạt và anh An Đông xin được phép kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thì có vẻ như là hôm nay là trong cái video lần này thì có vẻ như em nói hơi nhiều và đôi khi là chiếm sóng mất của anh thì phải không? Thì em nói thì cũng có cái hấp dẫn mà. Vâng. Thật ra thì tính của Đạt là nói chung là hay nói nhiều. Đôi khi là có những cái gì mà
không hay thì quý vị mong quý vị trên kênh An Nông là bỏ qua cho Đạt. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Bây giờ thì chào tạm biệt quý vị nhá. Tân, Tân, Tân chào đi. Vẫy tay nào Tân ạ. À? Xin giới thiệu các bác là An Nông có một cái gian hàng nhỏ nhỏ. Thì An Nông có bán các sản phẩm như mật ong khoái, các bác, đây là chai mật ong khoái. Và còn đây thì là chai mật ong Bạc Hà. Tiếp ở dưới này đi thì đây là chai mật ong rừng các bác ạ. Đây. Ở dưới này hơi tối nên nó nhìn thấy đen đen. Và tiếp đây thì là giảo cổ lam các bác ạ, giảo cổ lam. Đấy. Giảo cổ lam là có tác dụng là hạ huyết áp. Còn tiếp đây là cái gói chè dây. Đây là một túi này là một cân. À, một gói này là uống được thoải mái tầm khoảng nửa tháng, hơn nửa tháng các bác ạ. Là có tác dụng là cải thiện giấc ngủ các bác ạ. Còn tiếp đây, cái này là cây cỏ máu các bác ạ, cây cỏ máu. Đấy thì các bác, cái công dụng của cây cỏ máu các bác lên trên Google các bác có là có tác dụng gì thì sẽ chị Google sẽ bảo cho. Cây này là làm bổ đường huyết, bổ máu và sau sinh. Còn đây cũng là chè dây. Ngoài các cái sản phẩm ở đây thì An Nông còn có bán cái thìa canh hỗ trợ điều trị tiểu đường các bác ạ. Nếu mà có bác nào quan tâm đến sản phẩm thì liên hệ số điện thoại 0326 628 386 để mua. Rất là mong là các cô các bác đi qua kênh thì có thể ủng hộ An Nông để An Nông có kinh phí để đi giúp người nghèo ở vùng cao. An Nông xin cảm ơn các cô các bác đã quan tâm và ủng hộ kênh.